Quang kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Chiều nay có khán giả vào một mẫu câu năm mà cô chú anh chị ơi. Nhan nhan ở trong cái thùng trong cái hũ đó, đó chị. Đây cái đây có nhan sẵn rồi. Dạ dạ. Đây như là mua nhan là phải mua không? Dạ đúng rồi. Đây mấy nghệ sĩ nào cho con đâu nữa. Dạ cái nghệ sĩ á. Tại sao chú chơi là cho cũng đâu thì cái khu này là khu của nghệ sĩ. Đây là nghệ sĩ không hả? Dạ như Châu Thanh rồi hay là cái gì á? Dạ Châu Thanh không có, ở đây có chú Thanh Sang, Thanh chú Sang. Giang Châu, Giang Châu như cô Hanh Kim Huệ với chú Vũ Linh. Linh Vũ Linh đâu? Dạ đây đây luôn đó. Dạ, cảm ơn. Đây là Châu Thanh trước. Đây ra chơi đi vòng vòng chơi thôi, ở Bố Lá nè. Ở Bố Lá. Đâu có biết Vũ Linh ở đây đâu, tưởng con xa mấy trăm cây số hay gì. Dạ. Giờ đi xuống đây rồi gần xịt bên. Đốt đây gì. Dạ dạ đúng rồi. Bữa nay ngày mình ngày mấy vậy cô? Dạ 18. 18. Đèn này sao mới dở chứ ta? Nó cháy rồi. Móc nó lên. Sao chứ này để nó ngồi móc lên. Coi trên mạng thấy ổng không à. Hôm nay nó đi đến không thăm ổng, không biết. Bình thường chắc cô cũng hay xem mẫu ngày. Dạ. Hiện bây giờ nè tôi coi từ lúc sáng đêm luôn. Mắt tới giờ là cái rượm của bà Lâu. Ngày nào cũng coi. Dạ. Ngày nào cũng coi chứ tôi coi nhằm khi tôi khóc luôn nè. Chứ cô coi theo dõi đây là cô có thích bà Sáu không cô? Không. Sao vậy? Tại vì ý mình không thích bà, thấy thấy mà ông Vũ Linh với lại con không lo lắm. Chị lo lắm hả cô? Dạ. Mà sao không ai ưa bà đó ha cô? Dạ, cái của người ta mà đi giành nha. Chỉ em anh em làm sao mà giành được bằng của con người ta. Dạ con thành ra tưởng đâu xa, nó ở thành phố rồi thành ra tưởng đâu là cả 100-200 cây mà không có đi, chứ phải mà biết mà gần đây là hụn lần là người ta hì hì đó là đi xuống rồi. Dạ. Yeah. Cái chủ nhật tuần sau á cô, chủ nhật tuần này cô bỏ nha. Yeah. Chủ nhật tuần sau sinh nhật của cậu là các nghệ sĩ lên đây quá chừng luôn á. Vậy ra chủ nhật tuần tới nha. Dạ. 10 tháng 12. Bữa đó cô xuống cô chơi, bữa đó đông lắm, bữa đó nghệ sĩ đông. Khoảng 10 ngày đúng không? Dạ. 10 ngày nữa. Tôi đêm nào tôi cũng theo dõi luôn, ngày sáng đêm hết trơn. Dạ. Cô thấy chị Loan tội nghiệp không cô? Dạ. Còn bà Sáu Bào là tôi với là con Phượng Gia là tôi bắt rồi tôi lướt qua không tôi muốn coi. Dạ. Sao cô có chia sẻ về bà Sáu cái gì không cô? Không có biết gì đâu chia sẻ. Có biết gì đâu, mình nhìn thấy sao thì mình coi thấy tội nghiệp, coi theo hoài với thấy Vũ Linh nè, rồi mình thấy tội nghiệp mà mắt theo dõi hoài, đêm nào cũng coi tới gần cũng tới sáng luôn. Dạ. Biết mà tôi nói với chú với cô là tôi bị gấu lộn tiền đình luôn. Dạ. Tiền đình luôn hả cô? Dạ, coi gấu lộn tiền đình, thấy là coi hoài mắt theo hoài, vuốt lên mắt coi hoài luôn. Dạ. Kênh YouTube của mình là gì? Bùi Hải Vlog.
Cô từ nhà của ba người ta mà đòi vô dạch hả cô? Đi bên kia mẹ. Có con ngựa được có đứng sát quá nha chị, có con ngựa nó bị nó hung lắm á nha. Sao ngựa nó hung ngựa ngựa hung lắm. Tại tì con á. Sao ra nó hung lắm nó đá. Bây giờ tôi miễn mà tôi muốn coi cải lương là tôi bắt Vũ Linh lên là tôi coi không à. Dạ. Coi Vũ Linh không? Dạ. Tự coi cái nhà. Có lên trên lên qua tiệm đèn á cô. Lên đó hình chú để trên đó nhiều lắm. Đã đâu lắm cô. À, ngay chỗ cái bốp đây đi ra có bốp sen nè rồi đi đi lên. Dạ. Nghe chỗ đó. Lăng Long Lăng Vi Phụng á. Dạ, để một chút từ từ. Dạ. Mình coi trên điện thoại mà thấy quá chèn người ta đông mà mình nói không biết ở đâu, tôi nói chắc xa anh chắc 100-200 cây. Dạ. Mình ra mình đâu biết đường đi mà đâu phải mình ở đây đâu, mình ở An Giang chảnh. Dạ. Xuống đây ở chợ đó. Dạ. Thành ra nó cái ông đỏ đó, ông nói có mười mấy cây à, tôi nói đâu mà mười mấy. Ở này mới gõ trên Google nó 14 cây, thành ra thấy gì ăn cơm mà đi luôn. Dạ. Đi cho biết ngã Vũ Linh. Nhà của ba người ta mà đòi vô dành nhà cô. Dạ. Kỳ quá ha. Dạ. Mà dành sao được mà dành ha cô. Mình coi mắt dặn giùm luôn. Dạ, dặn giùm luôn. Khán giả tới chia sẻ về bà Sáu dành nhà của cậu Năm với chị Hồng Loan, cô chú anh chị. Ai lên đây cũng bức xúc cái bà đó hết á cô chú anh chị ơi. Không hiểu làm sao luôn mà để dòi vô dạch nhà người ta. Ba của người ta thì để lại cho con cái người ta chứ ai đâu để lại cho anh em. Họ vô dành nhà dành cửa, khán giả nào lên thắp hương cho họ cậu cũng bức xúc về cái chuyện mà nên gì? Rồi vậy. Đồng sở hữu á đó cô chú anh chị. Ngộ thiệt nha. Sao mà đồng được mà đồng không biết nữa. Hiểu luôn. Nhà của ba người ta thì người ta để lại cho con người ta chứ mắc mớ gì. Đồ vô dành trời ơi. Ai lên đây cũng bức xúc cái chuyện đó. Dạ tới à, thắp nhang cho cậu à. Vô lờ mặt cậu quá chừng luôn. Kiếm cậu nó gì nè. Dạ, anh chào hai chú. Tới mẫu cậu thắp hương chú. Tại chưa có thấy không? Dạ. Dạ. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.